Trong chương trình Hokkaido thành phố tôi yêu lần này, chúng ta sẽ tham gia tour tham quan bằng xe buýt đi và về trong ngày. Tuyệt quá, em đã từng tham gia một lần rồi đó, cảm giác cực đã luôn nha. Hướng dẫn viên rất nhiệt tình, giải thích hết mọi thứ, rồi mình khỏi phải tự lái xe nên tha hồ ngắm cảnh dọc đường đi, phải nói là vui thả ga luôn đó. Còn anh thì đây là lần đầu tiên trong đời. Thật hả? Phải, bởi vậy anh cũng hơi lo. Ra là vậy. Tour tham quan trải nghiệm lòng hiếu khách gặp tràn vận may ở Donan do nhóm các chị em phụ nữ ở khu vực Donan và Aomori, Hội Phụ Nữ Cá Ngừ Vùng Eo Biển Chugaru lên kế hoạch. Thường được tổ chức hàng năm vào ngày đại cát 15 tháng 1. Lần này, chúng ta sẽ tham gia vào chuyến đi này nha các bạn. Chào mọi người, đã đến đông đủ hết chưa nào? Em muốn nhanh đến bước tiếp theo ghê anh đi à. Đúng rồi. Chúng ta cùng cố lên nè. Wow. À họ ra rồi. Trong chương trình Hokkaido thành phố tôi yêu lần này, mời các bạn cùng đi đón vận may đầy hào hứng trong tour tham quan bằng xe buýt, trải nghiệm lòng hiếu khách cùng với Hội Phụ Nữ Cá Ngừ Vùng Eo Biển Chugaru nhé. Lần này, Lee Chan và Isis sẽ tham gia vào tour tham quan bằng xe buýt trải nghiệm lòng hiếu khách gặp tràn vận may ở Donan. Tour tham quan bằng xe buýt này sẽ đưa chúng ta qua các địa điểm đem lại may mắn ở 4 thị trấn. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình lúc 7:30 sáng tại ga GL Hakodate. Xin chào, đã lâu không gặp chị. Xin chào, đã lâu không gặp. Bữa trước cảm ơn chị đã giúp đỡ nha. Tôi cảm ơn hai bạn mới phải. Hôm nay cũng mong được mọi người giúp đỡ nha. Ngoài ra, đón chúng ta cùng với người ngoài hành tinh Ika. Nhân vật biểu tượng cho khu vực Hakodate là cô Sugimoto, nhóm trưởng ở Donan của Hội Phụ Nữ Cá Ngừ Vùng Eo Biển Chugaru. Thật ra trong một lần lên sóng trước đây, cô chính là bà chủ trẻ của nhà nghỉ Yano ở thị trấn Machimae đã hỗ trợ chương trình chúng ta đó các bạn. Cho nên lần này chương trình lại tiếp tục được cô chia sẻ rất nhiệt tình về Hội Phụ Nữ Cá Ngừ. Mặc dù bị biển ngăn cách, nhưng chị em phụ nữ chúng tôi ở đây cũng có nhiều điểm tương đồng lắm. Là tình yêu dành cho nơi đây có phải không? Dạ, là tình yêu đó. Chúng tôi tụ họp để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Nếu các chị em ở mũi Aomori và mũi Hokkaido cùng nhau làm điều gì đó để mang lại sự giàu đẹp cho khu vực này và có thể tuyên truyền cho khu vực này, thì chắc chắn nhóm sẽ trở thành một thể thống nhất để mang nơi đây đến gần với thế giới. Đây là kiểu tạo dáng của Hội Phụ Nữ Cá Ngừ Vùng Eo Biển Chugaru Magujo. Rồi cô mới nói gì vậy? Là Magujo. Như vậy hả? Nói tắt của Maguro Yoshi có nghĩa là Hội Phụ Nữ Cá Ngừ đó. Không phải vậy, sát mặt như vậy nè. Magujo. Lần này là tour tham quan vòng quanh Donan ngập tràn vận may. Vậy đây là tour tham quan như thế nào đây? À là như vậy. Thật ra chúng tôi đã lựa chọn và tạo nên chủ đề này với ý nghĩa những điều chỉ có thể nhìn thấy hôm nay, chỉ bây giờ, chỉ tại đây và chỉ dành cho mình bạn. Tôi nghĩ các bạn sẽ ngày càng hào hứng đó. Cực kỳ hào hứng, phấn khích. Chưa gì mà em đã thấy háo hức rồi. Tôi đang rất háo hức muốn biết về lòng hiếu khách. Không biết chúng tôi sẽ được đón nhận những tấm lòng hiếu khách như thế nào đây. Tuyệt quá. Bí mật gì chứ? Tour tham quan bằng xe buýt lần này sẽ ghé thăm những điểm tham quan do Magujo rất rành về địa phương này giới thiệu, chẳng hạn như lễ hội Misogi giữa mùa đông hay thần nhạc Machimae. Điều khiến tất cả những người tham gia lần này đặc biệt mong chờ là gì đây? Chương trình đã phỏng vấn họ trước khi xuất phát. Tôi nhất định sẽ xem cho bằng được Misogi. Tôi đã xem lễ hội này một lần rồi, nhưng chưa được xem tận mắt. Tôi đi xem lễ hội Misogi lần đầu đó. Lần này tôi được cấp trên ở nơi làm việc chỉ cho biết lễ hội này. Vì thế tôi đã cố gắng đăng ký đi cho bằng được. Đó là bữa trưa. Thịt bò Nhật trong bữa trưa là điều tôi đang mong chờ đó. Ai vậy hả? Tôi cảm thấy rất hứng thú khi tìm hiểu kỹ về Hội Phụ Nữ Cá Ngừ trên Facebook, vì sẽ được biết rõ hơn về khắp mọi miền đất nước. Và tôi đã nghĩ rằng, wow, đây quả là dịp tốt hiếm có để thỏa sức khám phá. Chúng ta lên đường thôi. Đi thôi. Chúc buổi sáng tốt lành. Chuyến xe buýt với 38 người tham gia bắt đầu khởi hành ở trước ga Hakodate. Chúc mọi người tận hưởng chuyến đi vui vẻ nha.
người đi cùng hả? Mỗi ngày sao? Chào mọi người, đã đến đông đủ hết chưa? Chào mọi người, hôm nay thực sự cảm ơn mọi người đã lặn lội đến Hokkaido. Trên chuyến xe này có cả các Maguro đang sống ở các địa phương khác nữa. Và mỗi người chúng ta đều tự hào và hãnh diện về địa phương mà chúng ta đang sinh sống. Vì thế, chúng tôi thiết kế tour tham quan này với ý nghĩa cùng đi và cùng tận hưởng, với mong muốn tất cả mọi người có thể nhàn nhã vui thả ga trong suốt hành trình. Tôi tên là Chuyama, sẽ là hướng dẫn viên cho mọi người, mong mọi người giúp đỡ. Đây là điểm đến đầu tiên. Từ đây chúng ta sẽ đi về hướng thị trấn Shiriuchi. Lần này, người phụ trách hướng dẫn sẽ là một tình nguyện viên địa phương của thị trấn Kikonai, cô Chuyama. Xin chào. Điểm đến tham quan đầu tiên là thị trấn Shiriuchi. Đây là nơi có mặt đá hộ phách và ngập tràn vận may. Đến nơi rồi, vui và hào hứng ghê. Không giống với cách hướng dẫn thông thường, tất cả các thành viên Maguro đã đem đến một không khí sôi động và khiến tôi muốn hét to lên. Maguro thật là sôi động, bây giờ tôi cảm thấy vậy rồi. Đi thôi anh. Chào mừng và cảm ơn các bạn đến thăm nơi này ngày hôm nay. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn không chỉ có cơ hội tìm hiểu thêm về Shiriuchi mà còn có thể đem về những mặt đá lưu niệm để làm tăng vận khí đào hoa cho mình nữa. Ở thị trấn quê nhà của tôi, khi khai quật những ngôi mộ cổ xưa nhất của Nhật Bản, người ta đã tìm thấy những mặt đá hộ phách được chôn theo làm vật cầu phúc. Vì thế lần này chúng tôi sẽ tặng các bạn những viên hộ phách sáng bóng cho chính tay các bạn mài dũa để làm tăng vận khí đào hoa cho các bạn. Từ thời xa xưa, khi nói đến hộ phách, người ta đã có truyền thuyết là nếu nghiền nó ra thành bột và uống thì những nguyện vọng về tình yêu sẽ thành hiện thực. Còn chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng hộ phách như lời cầu chúc cho chuyến đi lần này của các bạn. Mẫu thành phẩm sẽ có hình dạng trông như thế này đây. Đẹp quá. Khi các bạn mài ra gần giống hình dạng này thì nó sẽ có hình dạng tương tự với mặt đá hộ phách đã được tìm thấy ở Shiriuchi. Và nếu như khéo tay hơn nữa, không chừng những tác phẩm của các bạn có thể được trưng bày tại bảo tàng địa phương rồi. Cái này là tôi nói giỡn thôi. Nào mọi người, hãy cố lên vì mục tiêu làm tăng vận khí đào hoa nha. Em thích nơi này rồi đó. Vui thiệt ha, không biết ra hình gì đây. Cái gì vậy ta? Tự nhiên Isis nói nghe khó hiểu ghê. Thứ đang được chế tác chính là mặt dây chuyền đá hộ phách. Nơi đây sử dụng ngọc hộ phách loại thu nhỏ để tất cả mọi người đều được thoải mái trải nghiệm. Miếng ngọc này được đánh bóng toàn bộ bằng giấy nhám được phát. Tất cả mọi người ai ai đều đang rất chăm chú hết. Nhưng làm như thế nào? Trình tự sẽ ra sao? Tôi vừa háo hức vừa hơi lo sợ. Lỡ mà không hoàn thành kịp thì sao đây ta? Tôi muốn làm thêm một cái nữa. Tuyệt quá, cố lên cô ơi. Vẫn còn khá xa bản mẫu đó. Chúng ta sử dụng 3 loại giấy nhám để đánh bóng theo từng độ thô mà các bạn có thể đánh giá bằng mắt. Cho đến khi ngọc đạt đến độ sáng bóng là cả một quãng thời gian đòi hỏi sự kiên trì của người thao tác. Từ lúc bắt đầu mài đến giờ là khoảng 40 phút và mọi người hầu như đều đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Tôi đặt tên nó là chưa hoàn thành. Chưa hoàn thành sao? Là chưa hoàn thành. Sau này tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Đây nè, ít ra tôi cũng có thể hoàn thành được tác phẩm của mình. Mặc dù vẫn chưa đạt đến độ mài cần thiết, nhưng tôi sẽ mang về nhà và tiếp tục mài từ từ. Đúng là vui ghê. Thiệt tình là thú vị hơn tôi nghĩ. Không ngờ trò này gây nghiện thiệt luôn. Chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, không đủ nên tôi sẽ mang về và tiếp tục làm ở nhà. Em đeo luôn rồi hả? Dạ. Cũng đẹp quá phải không? Dạ, mình đi tiếp thôi. Nơi tiếp theo thể hiện tinh thần hiếu khách sẽ như thế nào đây ta?
họ ra rồi. Họ ra rồi kìa, đã thiệt nghe. Đã thiệt đó. Đã quá đi. Đây mới gọi là tuyệt vời. Megu Izum lần này sẽ giới thiệu với các bạn tất cả các điểm tham quan vui chơi từ hội trường lễ hội tuyết Sapporo, một sự kiện lớn của Hokkaido. Megu Izum. Vào năm nay, lễ hội tuyết Sapporo đón chào lần tổ chức thứ 66. Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 5 tháng 2 và kéo dài 7 ngày, với hội trường chính là công viên Odori. Đây là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng các tượng tuyết đủ mọi kích cỡ. Và năm nay có đến 2.350.000 khách trong và ngoài nước tham dự vào sự kiện độc đáo chỉ có ở Hokkaido vào mùa đông này. Tôi đang có mặt tại quảng trường Yukino HTV ở khu phố 8 Odori Nishi, hội trường lễ hội tuyết. Các bạn hãy nhìn ở đây nha. Đây chính là tượng tuyết khổng lồ tạc hình của cổng trung môn đền thờ Kasuga Taisha, một di sản thế giới của tỉnh Nara. Công trình kiến trúc này đã được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm, đang được khắc họa trên tuyết. Tác phẩm thực sự sống động hấp dẫn, có phải không nào? Nara của khoảng 1.300 năm trước là một thành phố rất phát triển. Hiện nay, ở đó vẫn còn lưu giữ những công trình lịch sử và thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Vào năm 1998, cố đô Nara được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ở hạng mục di sản văn hóa, với 8 đền chùa cổ nằm trong tỉnh Nara. Một trong số đó chính là Kasuga Taisha. Đây là công trình được xây dựng ở thời đại Nara để cầu chúc cho quốc thái dân an. Ở Kasuga Taisha, cứ 20 năm một lần sẽ tổ chức lễ Shikinen Jokowa để sửa chữa thay mới thần điện. Tháng 3 năm 2015 bắt đầu khởi công tu sửa chính điện. Tác phẩm Cổng Trung Môn xuất hiện trong lễ hội tuyết Sapporo là một công trình tiêu biểu của đền thờ Kasu Taisha và là nơi cầu nguyện gần với chính điện. Hình dáng đền thờ thuần Nhật với mái ngói uốn cong, cửa sổ được sơn màu xanh và màu đỏ son chính là những điểm tạo nên sức hút của đền thờ. Tôi cho rằng thông qua tác phẩm tượng tuyết Cổng Trung Môn, vẻ đẹp của Kasuga, Taisha và Nara cũng như bầu không khí tuyệt vời của nơi đây đã được truyền tải một cách trọn vẹn nhất. Và không chỉ vậy, cổng trung môn của đền thờ Kasuga, Taisha được triển lãm ở công viên Odori đã được tái hiện gần như bằng với kích thước thật ngoài đời. Đẹp quá! Thực sự tác phẩm đã tái hiện tinh xảo đến từng chi tiết đó các bạn. Một trong những điểm tạo nên sức hút tác phẩm chính là đã tạc nên được một cách chân thật vẻ đẹp của những đường cong trên mái ngói, những chi tiết của khung cửa sổ. Việc tạo ra tác phẩm tượng tuyết này đã phải cần đến 400 chuyến xe tải 5 tấn, ước tính nặng khoảng 2.000 tấn, gồm khoảng 1.540 miếng ghép từ 101 loại khối băng trắng tinh khiết được xếp chồng lên bằng sức người. Tác phẩm này cần đến 3.500 dân quân tự vệ và được chế tác ròng rã 29 ngày. Khi tượng tuyết trắng tinh khiết này ở dưới trời đêm, màu trắng ấy sẽ được nhuộm thành màu đỏ rực rỡ bởi công nghệ trình chiếu ánh sáng. Nó cho ta cảm giác như được nhìn thấy chính ngôi đền mặc dù đang ở Sapporo. Ở quảng trường Yukino HTB cũng có tổ chức các gian hàng như thế này để tìm hiểu về sức hút của Nara. Đây có hương thơm tuyệt quá. Đó là vì tỉnh Nara chính là quê hương sinh ra loại rượu sake Nhật Bản, cho nên tay nghề của các nghệ nhân nấu rượu rất cao và có thể cho ra nhiều loại rượu tuyệt vời đến như vậy. Chúng tôi đã mang đến đây nhiều loại rượu xứ danh ở Hokkaido. Trong số các loại rượu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn rượu Kaze no Mori. Đây là một loại rượu được ủ hoàn toàn từ gạo Yamada Nishiki. Ngon thật đó. Loại rượu này có vị trái cây. Đúng là có vị ngọt dịu ha. Đúng vậy rồi, rượu này có vị rất đậm đà. Rượu này ấn tượng thật đó. Tại các gian hàng có trưng bày đèn lồng Chiridoro, thường được treo ở cổng trung môn của đền thờ Kasuga Taisha. Tôi nghe nói là đền thờ Kasuga Taisha có khoảng 3.000 chiếc đèn lồng này. Với 3.000 chiếc đèn lồng bao gồm 1.000 chiếc đèn lồng treo và 2.000 chiếc đèn lồng đá được thắp sáng và làm cho bầu không khí nơi đó trở nên lung linh huyền ảo. Tôi muốn đến Nara quá. Cô hãy thử một lần tới đó nha. Tôi muốn đi xem ghê luôn. Vậy là nhờ có lễ hội tuyết Sapporo
mà chúng ta có cơ hội cảm nhận được sức cuốn hút của Nara. Tham quan bằng xe buýt, trải nghiệm lòng hiếu khách, ngập tràn vận may ở Đô Nang đầy hào hứng đang hướng đến thị trấn thứ hai. Điều đang đón chờ họ ở thị trấn Kikunai chính là tinh thần hiếu khách tại lễ hội Misugi giữa mùa đông. Nơi hiện giờ chúng ta đang đi qua chính là công viên Misugi. Đây là nơi mà lễ hội Misugi giữa mùa đông lần thứ 185 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Và lễ hội này là một nghi lễ truyền thống của Kikunai. Lễ hội Misugi giữa mùa đông là lễ hội mà trong đó bốn thanh niên sẽ bị xối bằng nước lạnh để cầu xin một năm cá tôm đầy thuyền và mùa màng bội thu. Đây là một lễ hội truyền thống được tổ chức liên tục 185 năm qua tại thị trấn Kikunai. Vào ngày trước của tour tham quan này, tất cả mọi người của thị trấn đã tham gia và tổ chức đám rước Misugi đi đến đền Samigawa. Những nam giới đủ điều kiện để thực hiện lễ Misugi được gọi là Gyoshisha và được tham gia vào nghi lễ trong 4 năm liên tiếp. Mỗi năm sẽ đưa vào thai một người Gyoshisha và truyền thống đó vẫn đang được tiếp tục duy trì. Và bây giờ, tour tham quan bằng xe buýt đã đến hội trường rồi. Lễ hội Misugi vào giữa mùa đông sẽ được bắt đầu từ địa điểm này. Và chúng ta sẽ phải đi bộ để di chuyển đến bãi biển Misugi. Xin chào mừng quý khách, chào xin chào các thành viên Mahujo. Xin chào. Đồng Mahujo ghê ha, chỗ nào cũng có thể gặp các thành viên Mahujo hết. Bây giờ tôi đã hiểu rõ vì sao ở khu vực phía Đô Nang lại nhiều thành viên Mahujo như vậy. Xin chào. Cẩn thận mặn đó nha. Sao lại làm muối vậy? Cái này dùng để làm gì vậy? Hãy nếm vị mặn này và sau đó cơ thể sẽ được thanh tẩy. Trời ơi, mặn chát luôn. Đừng nếm nhiều như vậy sẽ không tốt cho anh đâu. Đây nè anh Ly. Ngày lớn ơi, xin hãy cắn tôi một cái đi. Cắn tôi một cái đi. Lần đầu tiên trong đời em đó. Chà, tôi cũng muốn được cắn nữa. Cắn tôi đi. Đây là con lân phải không? Búa lân đó. Tại sao mình phải để cho con lân cắn như vậy? Là để cầu mong thông bệnh tật trong suốt một năm. Chuyện này hay thật đó. Chúng tôi đến bãi biển Misugi trong niềm hân hoan chào đón của tất cả người dân địa phương. Số người đến nơi đây ngày hôm nay là khoảng 2.000 người. Hôm nay cũng có rất nhiều người từ trong và ngoài tỉnh đến thăm nơi đây để được một lần tận mắt nhìn thấy nghi lễ truyền thống này. Các con thuyền đánh cá phấp phới cờ làng chài cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Ngay sau đó, các sự kiện chính của ngày hôm nay và lễ hội Misugi vào giữa đông được chính thức bắt đầu. Ali và Isis rất may mắn vì được đứng cạnh và cùng quan sát với thị trưởng thị trấn Kikunai. Lần này chúng tôi tham gia vào tour tham quan của Mahujo. À, Mahujo hả? Hồi đó tuyệt vời lắm. Dạ phải. Dạ. Hồi này đã đóng góp vào sự phát triển mạng lưới Hokkaido Shinkansen và chung tay với Hokkaido cũng như Aomori để tổ chức các sự kiện này. Họ chính là những người tiên phong, thật sự rất tuyệt. Nhìn kia, nhìn kia. Trông họ rắn chắc thật phải không? Gyoshisha đã phải luyện tập căng thẳng trong 2 ngày qua. Vậy là họ không được tham gia nếu không chuẩn bị kỹ càng phải không? Họ không được phép tham gia vì chúng ta sẽ bị run rẩy vì lạnh. Do đó họ phải luyện tập để không bị run rẩy. Không bị run rẩy. Đúng vậy, họ phải giữ thể lực ở tình trạng tốt nhất vào ngày này. Những người đủ điều kiện là những người phải chịu được việc sôi nước lạnh và liên tục luyện tập trong thời gian trọ lại trên đền thờ suốt 2 ngày trời. Họ ra rồi. Tuyệt thật đó. Đã thiệt.
Đây mới gọi là tuyệt vời. Em hồi hộp thiệt luôn đó. Tất cả những người này mỗi người đều ôm một tượng thần. Vì vậy sẽ có tất cả là 4 tượng thần. Những tượng thần này sẽ đi chu du trên biển suốt 1 năm và mang theo lời cầu xin 1 năm cá tôm đầy thuyền và mùa màng bội thu nữa. Vậy thị trưởng có từng trở thành ghi Osusa chưa? Tôi thì không có đâu, tôi nói thật đó. Nhiệt độ hôm nay là khoảng 4 độ C. Phần hay nhất chính là hình ảnh những người chịu cái giá lạnh khắc nghiệt nhập mình để cầu xin thần linh tại eo biển Chugaru. Và sau đó, 4 ghi cô sư sa này liên tục hất những gáo nước lạnh cuối cùng của năm nay về phía đám đông ở bãi biển. Chúng tôi cũng hơi thắc mắc là cho đến tận bây giờ, các ghi ô sư sa của chúng ta có bị cảm lạnh không vậy ta? Cơ thể khỏe mạnh này là món quà mà họ đáng được thưởng sau quá trình rèn luyện nghiêm khắc. Khi được rưới nước mang theo nhiều lời chúc ban phước lành, những tiếng reo hò từ những tất cả quan khách và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ càng dậy vang. Đây là với gì mong muốn chị? Được may mắn hơn nữa, dọc đường đi chúng tôi bắt đây gặp những hình ảnh như thế này đây. Dưới đó người ta phát cho mọi người đó. Mình phát cho mọi người hả chị? Không phải, chị lấy phần của mình thôi. Tự mình đi lấy hả chị? May mắn của mình phải do tự mình tích góp mà. Đi thôi. Đây là vận may của tôi rồi. Thì ra là vậy. Tuyệt quá. May mắn. Mình nên làm gì với cái này vậy chị? Mình chỉ cần cầm cái này thôi và sẽ được thần linh ban phép lành đó. Vậy thì em sẽ cố gắng cầm suốt luôn. Lễ hội này là một trong những tập tục văn hóa của Nhật Bản mang đậm bản sắc riêng đã có từ lâu đời nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến. Thật sự rất vui đó chị. Vẫn chưa hết nửa ngày hả chị? Đúng rồi, chuyến đi của chúng ta còn rất dài đó. Tour tham quan trải nghiệm lòng hiếu khách sẽ dừng chân dùng cơm trưa tại hội trường lễ hội. Có rất nhiều người tham gia chuyến đi này rất mong chờ bữa trưa hôm nay. Sự hồi hộp cũng ngập tràn khắp nơi luôn. Và thực đơn được quan tâm kỳ này là gì vậy ta? Của hai vị đây. Dạ, làm phiền. Cảm ơn chị, làm phiền chị quá. Chào mừng quý khách. Món ăn có vừa miệng quý khách không? Thôi đừng nha, tôi dễ mắc cỡ lắm. Thật tiếc ghê, chương trình lần này phải tạm dừng tại đây rồi. Các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo vào chương trình kỳ tới nha. Nội dung chúng tôi giới thiệu lần này có đăng trên trang web của chương trình. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.